Lần đầu tiên, cuộc cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vào đầu tháng 9 vừa qua. Bản thân cuộc cải cách ruộng đất đã đầy tai tiếng. Cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm của cái gọi là vận động cải cách ruộng đất ấy cũng đầy tai tiếng. Trên rất nhiều diễn đàn, nhất là các diễn đàn mạng, người ta ôn lại những kỷ niệm kinh hoàng về chiến dịch đầy máu và nước mắt ấy. Chính sách cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản tung ra vào năm 1946, tức một năm sau khi giành được chính quyền và cũng là năm đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp, lúc Đảng Cộng sản chỉ chiếm các vùng nông thôn và rừng núi. Giai đoạn đầu, Cộng sản chỉ tịch thu đất đai của Pháp và một số người bị coi là tay sai của Pháp để cấp cho nông dân nghèo. Giai đoạn sau, từ năm 1950 đến năm 1953, họ cắt giảm địa tô, bãi bỏ tuyền thay ruộng và đánh thuế nặng các địa chủ. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1954 đến năm 1957, mới thực sự là cải cách ruộng đất theo đường lối của Mao Trạch Đông. Nội dung chính của cải cách ruộng đất giai đoạn thứ ba này không phải chỉ là tịch thu ruộng đất của địa chủ để cấp cho nông dân hay giảm tô giảm tức như giai đoạn trước. Cuộc cải cách ruộng đất lần này còn nhắm đến mục tiêu tiêu diệt những thành phần họ cho là địa chủ cường hào ác bá, những kẻ vừa theo giặc vừa bóc lột dân nghèo. Hình thức chính của cuộc cải cách là đấu tố và sau đó xử tội hoặc tù giam hoặc tử hình. Ở đây có mấy điều đáng nói. Thứ nhất, dưới sức ép của các đoàn cố vấn Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định một cách máy móc số lượng địa chủ chiếm 5,68% dân số ở nông thôn. Bởi vậy, nhiều địa phương nghèo khổ, những gia đình có một hai con heo và một khoảng ruộng nho nhỏ đã bị liệt vào thành phần địa chủ hay phú nông. Thứ hai, trong việc xét xử, người ta không dừng lại ở phạm vi kinh tế mà còn mở rộng sang lĩnh vực chính trị. Nếu những người gọi là địa chủ hay phú nông ấy có chút quan hệ với chính quyền Pháp lúc bấy giờ, họ bị vu tội phản quốc hay phản động bên cạnh tội bóc lột. Để luận tội, người ta không cần điều tra, người ta chỉ xúi dục những người được xem là bậc nông hay cổ nông lên tố cáo và hạch tội. Dựa trên các lời hạch tội và tố cáo ấy, người ta sẽ xử tội tội nhân. Thứ ba, hình thức xử tội rất dã man. Có nơi xử bắn, có nơi chôn sống hoặc bắt nhịn đói nhịn khát cho đến chết. Bàn về cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, lâu nay người ta chỉ tập trung vào tội ác của Đảng Cộng sản trong việc giết quan nhiều người dân vô tội. Nạn nhân tiêu biểu nhất được nhiều người nhắc đến là bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Hanh Thông ở Hà Nội. Bà giàu, rất giàu, nhưng bà lại là người ủng hộ Đảng Cộng sản và Việt Minh một cách nhiệt tình và tích cực. Ngay sau cách mạng tháng 8, vì thiếu ngân sách, Đảng Cộng sản tung ra chiến dịch Tuần lễ vàng và kêu gọi dân chúng tham gia. Riêng bà Năm tặng đến mấy trăm lượng, chưa kể nhà cửa và thực phẩm. Bà cũng giúp đỡ rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Cộng sản. Cả Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ đều được bà xem như con nuôi. Ngoài ra, bà còn có người con ruột tham gia Việt Minh vào bộ đội và lên đến chức trung đoàn trưởng. Vậy mà bà vẫn bị giết chỉ vì những lời tố cáo vẩn vơ đâu đó. Bên cạnh sự độc ác, Đảng Cộng sản còn mắc một loại khác, quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Thời ấy, các đoàn cố vấn của Trung Quốc tấp nập sang Việt Nam, miền Bắc để huấn luyện cán bộ Việt Nam, thậm chí để chỉ đạo giới lãnh đạo Việt Nam. Tỷ lệ hơn 5% dân số ở nông thôn là địa chủ là cho các cố vấn Trung Quốc đặt ra.
Nhiều người còn tiết lộ trong vụ xử tội bà Nguyễn Thị Năm, giới lãnh đạo miền Bắc, kể cả Hồ Chí Minh, đều biết các lời tố cáo là sai. Nhưng dưới sức ép của các cố vấn Trung Quốc, họ vẫn nhắm mắt để mặc cho bà Nguyễn Thị Năm chết một cách thảm khốc và oan ức. Theo tôi, ngoài hai vấn đề độc ác và lệ thuộc Trung Cộng nêu trên, có một khía cạnh khác quan trọng không kém trong các di sản của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Nó phá nát đạo lý truyền thống Việt Nam, trước trong quan hệ làng xã, sau ngay trong phạm vi gia đình. Tất cả các nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam đều nhận định giống nhau. Làng xã là một đơn vị đặc biệt mang dấu ấn đất Việt Nam. Trong làng dĩ nhiên có người giàu và người nghèo, vẫn có bóc lột vả bức. Nhưng dù vậy, quan hệ giữa người với người nói chung vẫn tốt đẹp. Họ đoàn kết với nhau trong việc bảo vệ quyền lợi của làng, cũng như trong việc duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp của làng. Chính vì vậy, rất ít người muốn đi xa khỏi làng. Người ta quyến luyến làng và tự hào về làng. Trong cuộc cải cách ruộng đất, tất cả những quan hệ và tình tự ấy đều bị phá vỡ. Những người dân nghèo được các cán bộ suối đứng ra tố cáo những người giàu có khi là tố những tội thật, nhưng phần lớn căn cứ trên con số trên dưới 80% sự quan chỉ là những lời bịa đặt do cán bộ từ trên xuống mắm vào miệng họ. Qua các cuộc tố cáo và hành quyết giả mang ấy, mọi người trở thành kẻ thù của nhau, không ai còn dám tin tưởng ai nữa. Nhà có con gà chết dịch, muốn làm thịt ăn, người ta cũng phải ăn chấu ăn chiếm, lông phải chôn thật kỹ để khỏi bị tố cáo là địa chủ hay phủ nông. Không những phá vỡ quan hệ trong làng, các cuộc vận động cải cách ruộng đất còn phá vỡ quan hệ trong gia đình với cảnh con tố cha, vợ tố chồng. Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, để bảo vệ truyền thống đạo lý trong gia đình, vua chúa thường ra lệnh cấm không cho cảnh vợ tố chồng hay con cái tố cáo cha mẹ. Ở miền Bắc, ngược lại, sau khi vừa nắm chính quyền, Đảng Cộng sản đã xúi dục những người thân nhất trong gia đình tố cáo lẫn nhau. Cuối cùng không ai còn tin tưởng ai nữa. Theo tôi, một công trình nghiên cứu nghiêm túc về các di sản của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong mấy năm từ năm 1954 đến năm 1957 là điều rất cần thiết. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết tổng số các nạn nhân bị giết chết cũng như tổng số những người bị bắt bỏ tù và tịch thu tài sản. Chúng ta cũng chưa biết thật rõ những tác hại tinh thần của nó trong đời sống xã hội cũng như trong quan hệ giữa người với người. Còn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết.